Vừa qua, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã tổ chức họp báo và giao lưu công chúng trước thềm mùa thứ bảy. Hai hero cơ bản của họp báo là Quyền Linh và diễn viên Hài Nam Thư. Trước giờ lên sân khấu, Quyền Linh và Nam Thư cùng ngồi trò chuyện thân thiện với nhau dưới khán đài. Họ bàn nhiều chuyện riêng tư. Nam Thư tiết lộ. Quyền Linh đi dép tổ ung tới họp báo. Anh Quyền Linh có một kính mang tên 5 tỷ, nhưng không được tiết lộ gì cháy nhà, chỉ có tôi và anh ấy biết thôi. Tiếp đó, Nam Thư chỉ vào Quyền Linh và than, nhìn Quyền Linh chán rê. Tôi nhìn tôi cứ tưởng ông nào dưới quê sáng sủa nay đi xe đò lên Sài Gòn thăm con học đại học. Hôm nay anh Quyền Linh đến họp báo chương trình ăn mặc rất tươm tất, áo xanh, quần đen nhưng đi dép tổ ong. Thật sự không hiểu luôn. Cô tiết lộ thêm, đợt mới quay chung, tôi có tặng anh Quyền Linh một đôi dép tổ ong nhưng giờ con anh ấy giành mất rồi vì đôi dép ấy tinh quá. Quyền Linh chia sẻ siêu dự án bất động sản của mình cho Nam Thư. Anh ấy có hai cô con gái đáng đồng tiền các bà. Con anh ấy mới 11 tuổi mà cao quá trời. Giờ tôi không kịp đẻ để làm show gia với nhà anh ấy. Có khi mai tôi đẻ luôn. Quyền Linh nghe Nam Thư nói vậy cũng chỉ vào đôi dép tổ ong mình đang đi và nói, tôi có cả trăm đôi dép như thế này, đủ các màu luôn. Quyền Linh được biết đến với hình ảnh đại gia dép tổ ong, dù phú quý nhưng luôn đi dép tổ ong mọi lúc mọi nơi và có đến cả trăm đôi trong nhà. Hình ảnh này bộc lộ sự chất phác, bình dị của Nam quốc dân. Quyền Linh đưa cọc tiền cho Nam Thư. Một lúc sau, Quyền Linh lôi từ trong ba lô một tờ dự án bất động sản to rồi chỉ cho Nam Thư từng địa điểm trong đó để giới thiệu. Nam Thư thấy có máy quay đi tới liền tiết lộ. Chúng tôi đang làm ăn. Đây là siêu dự án của anh Quyền Linh. Bây giờ Quyền Linh không xây nhà nữa mà xây hẳn khu du lịch. Ai tên Linh cũng phải có cái gì bự bự. Hoài Linh có nhà thờ tổ thì Quyền Linh sắp có khu du lịch này. Đưa cả sổ đỏ. Quyền Linh cũng nói đây là siêu dự án. Anh còn móc từ trong ba lô ra bốn cọc tiền lớn, ước tính hàng trăm triệu đưa cho Nam Thư và nói, cầm xài chơi, mới bán ruộng. Sau đó, anh đưa cho Nam Thư cả quyển sổ đỏ và chiếc iPhone 11 mới trên của mình. Nam Thư tiết lộ, đại gia mới bán đất nên cho tôi tiền, cho cả sổ đỏ và dự án luôn. Ba lô nhét đầy tiền của Quyền Linh. Qua clip này, nhiều người theo dõi khá bất thần trước sự phú quý và trình độ làm ăn, hoảng sợ doanh của Quyền Linh, nhưng càng trầm trồ hơn khi thấy anh vẫn giản dị, mộc mạc. Anh dùng iPhone 11 nhưng vẫn đi dép tổ ong, đeo ba lô tới họp báo.